Cứu tình đây rồi, bỏ vào đâu, rút tôi một tay. Ông hãy, này, hả? Chuyện như người ta, tôi có hiểu cái gì đâu. Bảo liên thoa liên thuyên nó lại mắng chả đấy. Thì bà cứ dùng mấy cái lời đạo lý an ủi cho nhà người ta yên ổn, để nó đỡ mất trật tự an ninh của khối phố. Bà chưa? Thế là tôi cứ mở mồm ra là cái nhà chị lại bảo tôi là đàn ông bênh vực lẫn nhau. Thế cứ chia lị. Thế nó nói chả đúng à? Đàn ông công toàn bênh nhau thôi chứ. Chuyện này khó chứ không đùa được đâu. Đang yên đang lành, chồng có con riêng ở ngoài, xong bây giờ lại bảo vợ phải bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào được? Nhưng mà tôi biết là bà thế nào cũng có cách mà. Ở nhà ba đứa con dâu nó nghe bà răm rắp ấy. Bao giờ? Thôi, chả nhẽ nhà ta đang nước sôi nửa bỏng như thế, mình lại không giang tay cứu vớt à? May quá. Con về rồi đấy hả? Tiền đâu rồi hả bố? Sao không hẹn nhau ra một chỗ xong rồi hai anh em tâm sự riêng với nhau? Chứ ngày hôm nay cả hai đứa nó mất hút, không biết đâu mà lần luôn ý. Cứ kệ chúng nó. Ôi xời, kệ được nhở? Trong cái chuyện này, tớ bắt đầu có một cái cảm giác rồi. Mọi chuyện nó rất là nghiêm trọng. Nó là nghiêm trọng thật chứ không phải là cảm thấy nữa. Nhưng động vào là bỏng tay đấy. Để cho nó tự kiểm soát con người nó. Bây giờ nó khác gì ngọn núi lửa đâu. Ơ bố, thì sao chú Dây là núi lửa? Học đi. Cái này là con nói leo với lại hóng hớt chuyện bố mẹ như thế là không được đâu nhá. Sao mấy lần trước mình cứ bảo con xuống tầng để hóng xem ông bà nói chuyện với nhau. Hắn mua hoa cho em. Hắn mua quà cho em đấy. Hắn đến nơi làm việc gặp em. Hắn mua cho em vai diễn mà em muốn em gọi thế là không liên quan à? Em xin lỗi. Tại sao phải giấu anh chuyện cái xe ô tô? Em biết đấy là xe của thằng Khải đúng không? Em biết. Em còn làm rơi cái chìa khóa trong phòng mà. Có vấn đề gì, cậu cứ thẳng thắn chia sẻ. Cậu là một trong những người gắn bó với viện lâu năm nhất. Lúc nào cũng tận tụy với công việc. Nay cậu xin nghỉ thế này, tôi cũng băn khoăn. Thật ra vợ em có tin vui rồi ạ. Ôi, tốt quá. Chúc mừng cậu. Cảm ơn anh. Vậy nên em xin nghỉ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc vợ ạ.